Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 44, phẩm thập nhẫn thứ 29. Ở trước đã giảng về thập định và thập thông, bây giờ giảng về thập nhẫn. Có định lực rồi mới có thần thông, muốn có thần thông thì phải nhẫn, nhẫn được thì mới có định lực. Đây là sự tác dụng với nhau như kiểm ba chân, thiếu một không đứng vững được. Chữ nhẫn được cấu tạo bởi chữ tâm và chữ đao, trên chữ tâm có chữ đao. Giống như tâm bị đau cắt rất đau đớn nhưng phải nhẫn chịu, không thể nổi nóng. Tâm đau đớn không dễ gì nhẫn chịu được, nhưng không thể nhẫn cũng phải nhẫn. Do đó, nhẫn những gì người khác không nhẫn được. Khi con người chưa gặp cảnh giới thì tự cho rằng mình nhẫn được. Nhẫn cũng nhẫn được, nhường cũng nhường được. Xong khi cảnh giới đến thì không nhận thức được. Nhẫn cũng nhẫn không được, nhường cũng không nhường được. Chạy theo vô minh, càng chạy thì cách chân lý càng xa, do đó trí huệ không thể hiện tiền được. Phẩm này là phẩm thứ 39 trong Kinh Hoa Nghiêm, thuộc về phẩm thứ 39, nên gọi là phẩm thập nhẫn thứ 39. Bấy giờ Bồ Tát Phổ Hiền bảo các Bồ Tát rằng, Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ nhẫn, nếu đắc được nhẫn này, thì sẽ đắc được bậc vô ngại nhẫn của tất cả Bồ Tát, tất cả Phật Pháp, vô ngại, vô tận. Sau khi nói phẩm thập thông rồi thì lúc đó Bồ Tát Phổ Hiền quan sát nhân duyên đại chúng trong pháp hội, nên nói pháp gì thì nói pháp đó, quán căn cơ đại chúng rồi, đúng là nên nói pháp muộn thập nhẫn. Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền bèn nói với hết thảy Bồ Tát trong pháp hội rằng, các vị đệ tử của Phật, vị đại Bồ Tát này tu hành hạnh Bồ Tát, tích tập đủ thứ căn lành, viên mãn lục độ vạn hạnh. Ngài phải tu hành pháp môn 10 thứ nhẫn này, nếu đắc được 10 thứ nhẫn này, thì sẽ đắc được quả vị vô ngại nhẫn của tất cả Bồ Tát, đối với tất cả Phật Pháp, viên dùng vô ngại, viên mãn, vô tận. Những gì là 10? Đó là âm thanh nhẫn, thuận nhẫn, vô sanh pháp nhẫn, như huyễn nhẫn, như diệm nhẫn, như mộng nhẫn, như vàng nhẫn, như ảnh nhẫn, như hóa nhẫn, như không nhẫn. Những gì là 10 thứ nhẫn? Tức là một âm thanh nhẫn, bất cứ là âm thanh tốt hoặc âm thanh không tốt, âm thanh chánh đáng hoặc âm thanh không chánh đáng, âm thanh thanh tịnh hoặc âm thanh không thanh tịnh, phạm là thuộc về tất cả âm thanh đều phải nhẫn thọ, thậm chí khiến cho bạn thọ không được cũng phải nhẫn. Nhẫn không được mới phải nhẫn, thọ không được mới phải thọ. Nếu thọ được hà tất phải nhẫn, giống như ở chợ náo nhiệt, tất cả tiếng nói khiến cho bạn tâm phiền ý loạn. Lúc đó, bạn nghe mà không nghe, bị chi phối thì mới có định lực,